Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một dự án có tên là Orincard Token. Và đây là một dự án chạy trên nền tảng của Binance Smart Chain nha các bạn. Trang web của nó là orincard.sai. Các bạn có thể dịch sang tiếng English để có thể xem được cái nội dung chi tiết của cái dự án này nhé. Các bạn ấn vào English này. Và các bạn ấn vào OC Airdrop để có thể tham gia cái chương trình Airdrop đến từ dự án Orincard Token nhé. Các bạn nhấn vào. Sau đây thì các bạn sẽ vào OC Airdrop này, các bạn ấn vào. Ở đây thì nó sẽ có cái giao diện như thế này để chúng ta có thể làm các nhiệm vụ và có thể nhận được cái chương trình Airdrop nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải điền cái địa chỉ ví này. Các bạn sẽ điền vào Airdrop Form này, các bạn click vào Form. Ở đây thì nó sẽ có các nhiệm vụ để các bạn có thể tham gia nhé. Và các bạn sẽ được chia sẻ 10 USD tương đương với cái đồng token là OCAT, tức là 10 triệu cái đồng token này khi bạn xong nhá. Đấy thì ở đây thì các bạn sẽ điền, đầu tiên là các bạn sẽ follow cái trang Twitter của nó. Các bạn nhấn follow nhá. Tiếp theo là các bạn sẽ join vào nhóm Telegram này. Ok thì các bạn join vào nhóm Telegram của nó nhá. Các bạn join vào cho mình. Đấy. Tiếp theo nữa các bạn quay trở ra và các bạn sẽ tweet này. Tức là các bạn chia sẻ lại cái bài viết của nó và tag ba bạn bè của bạn này. Các bạn click vào cái đường link. Sau đây thì các bạn sẽ tweet lại cái bài viết này. Hiện tại thì nó có rất là nhiều người tham gia rồi nhá. Tận 32k reward rồi này. Các bạn cuốn lại. Và các bạn sẽ sử dụng hashtag và tag ba bạn bè của bạn nhé. Đấy, các bạn tăng bạn bè của bạn vào. Đấy, sau đây thì các bạn nhấn vào tweet này. Các bạn kiểm tra lại xem nó có yêu cầu gì nữa không. Ok, đúng rồi. Sau đây thì các bạn nhấn tweet lại cái bài viết của nó. Và các bạn sẽ nhớ là các bạn view để lấy cái đường link mà chúng ta đã tweet để có thể điền vào cái form nhé. Ok, sau đây thì các bạn điền đầu tiên là do Twitter ID của bạn này. Twitter ID thì các bạn sẽ copy ở đây này. Các bạn copy. Sau đó các bạn điền vào cho mình. Tiếp theo là do các bạn điền bao gồm mã cộng ở phía trước nhé. Do Telegram ID các bạn cũng sẽ điền bao gồm mã cộng ở phía trước. Và BSC address thì các bạn có thể sử dụng ví MetaMask có cài đặt mạng Binance Smart Chain để có thể nhận được cái token của thằng này nhá. Đây các bạn copy lại. Và các bạn điền vào cho mình. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần nữa, đó là bạn có muốn hỏi một câu hỏi gì khác không? Các bạn có thể điền là no. Ok, ở đây thì các bạn check lại cái thông tin của bạn đã chính xác hay chưa. Một lần nữa nha. Ok, sau khi check lại một lượt nữa, khi mà các bạn đã điền đầy đủ thông tin chính xác rồi ấy, thì các bạn ấn vào đây cho mình, các bạn nhấn gửi nhá. Ok, như vậy là đã xong cái chương trình nhận được 10 triệu token OCAT đến từ dự án Orincard Token. Đây thì mình xem nào có thể chúng ta có thể kiếm được thêm Aeros từ thằng này hay không. Các bạn vào đây. Đó là xong một cái nhiệm vụ nhá. Và các bạn muốn ghép thêm ấy thì các bạn sẽ vào đây. Bạn ấn vào đường link này. Đây các bạn vào đây này. Các bạn vào Mission Aeros 3 này. Ở đây thì các bạn sẽ điền địa chỉ ví Binance Smart Chain của bạn như ban đầu vào. Các bạn copy và paste vào nhé.
Đấy, sau đây thì các bạn điều chỉnh cho nó đúng và các bạn nhập cái captcha cái mã này này. Đây là 4EBF đúng không? 4EBF này. Sau đây các bạn nhấn require error. Ok, đây thì lỗi rồi. Mình sẽ điền lại 5G57. Đấy. Ok. Các bạn nhấn ok này. Nó sẽ xuất hiện cho các bạn cái đường link mà các bạn giới thiệu thêm bạn bè. Mỗi một lượt giới thiệu thì các bạn sẽ nhận được thêm 1 triệu đồng token OCAD nữa. Và các bạn sẽ có thể mời được tối đa là 20 bạn bè của bạn. Và sẽ nhận được 20 triệu token OCAD nha. Với chương trình này thì nó sẽ trả cho các bạn sau khi cái chương trình Aerobe kết thúc nha. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về một chương trình rất là tiềm năng, dự án OCAD. Và các bạn sẽ nhận được cái token của nó là token OCAD chạy trên nền tảng của Binance Smart Chain. Hy vọng là chúng ta có thể kiếm được thật nhiều coin và thật nhiều tiền. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì bạn có thể comment ở phía dưới của video. Mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Hãy nhớ nhấn đăng ký, nhấn like, nhấn quả chuông bên cạnh để luôn được update những dự án kiếm tiền online mới nhất, hot nhất đến từ thị trường tiền điện tử của channel Tiền Sư Phụ nhé. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.